cháy kho xưởng inox và cháy lan sang 8 trên 12 căn phòng trọ. Một người bị bỏng là hậu quả của vụ cháy xảy ra vào sáng 12 tháng 3 năm 2021. Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 12 tháng 3 năm 2021, người dân phát hiện cháy tại khu vực nhà kho của xưởng inox trên quốc lộ 50, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nên hô hoán. Lúc này, mọi người huy động bình chữa cháy dập lửa. Trong lúc cố gắng khống chế ngọn lửa thì người đàn ông 46 tuổi là chủ xưởng inox bị bỏng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Thấy cháy lớn, người dân sống tại khu nhà trọ kế bên vội vàng dọn đồ đạc ra phía ngoài đường. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh điều động gần 10 phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Gần 1 giờ sau, đám cháy cơ bản được khống chế, nhiều tài sản bên trong rễ nhà trọ cháy đen được người dân đưa ra ngoài. Một lãnh đạo của Ủy ban nhân dân xã Phong Phú cho biết, đám cháy khởi nguồn từ kho xưởng inox, diện tích cháy khoảng 170 m2 và cháy lan sang khu vực nhà trọ liền kề, có 8 trên 12 căn phòng trọ bị ảnh hưởng. Nguyên nhân vụ cháy kho xưởng inox đang được điều tra làm rõ.